Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Xe Cỏ Hải Dương. Và trong video ngày hôm nay thì em lên sóng giới thiệu tới các bác một mẫu xe. Một mẫu xe có thể nói là đây là thương hiệu hạng sang nhé, Range Rover Evoque, được sản xuất năm 2011. Động cơ máy 2.0 turbo. Và chiếc xe này rất là tiết kiệm nhiên liệu, chạy đường trường loanh quanh tầm 8 đến 10 lít xăng trên 100 km đường hỗn hợp thôi. Chiếc Range Rover Evoque này là được nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc. Vào năm 2011 thì chủ nhân phải bỏ ra số tiền là 2 tỷ tư mới có thể năn bánh được em nó. Và vào cái năm 2011 thì các bác hình dung là phải là những gia đình cực kỳ là có điều kiện và giàu có ở thời điểm đó. Và những người gọi là phải nói thời điểm đấy là hết ra lửa luôn ấy, thì mới có thể sở hữu được em nó. Nhưng bây giờ thì nó là một mẫu xe để dành cho chúng ta có thể đi trải nghiệm, đi lâu dài 3-5 năm không phải suy nghĩ gì với chiếc xe này. Đấy, con này thì cam kết với anh em là xe không đâm đụng, không ngập nước. Dàn na răng của xe là R19 inch, một dàn lốp Michelin còn dày được 95% cả dàn. Đấy, con này nhà em mới về, anh em muốn sở hữu chiếc xe này thì có thể alo trực tiếp cho em Minh qua số điện thoại là 0852 555 555 và kết nối em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết nhé. Đấy, giá thì bên em đang bán là 595 triệu bao hồ sơ, bao vận chuyển cho anh em trên toàn quốc. Còn đâu là về form dáng của xe, các bác nhìn rất là đẹp luôn. Con này chị em phụ nữ đi thì cực kỳ tuyệt vời. Đấy, bất cứ anh em nào đi cũng rất là tuyệt vời, từ trung tuổi đến anh em cao tuổi rồi. Đấy, đi cũng rất là hợp lý. Còn về nội thất option của xe đây, về hệ thống chìa khóa là chìa khóa có khóa bằng vân tay này. Chìa khóa của xe là chìa khóa Comfort nhé. Đây, chìa khóa của xe thì nó là chìa khóa di nguyên bản theo nhà sản xuất. Nó như này và có chữ Range Rover luôn. Đó. Nội thất hệ thống ghế da toàn bộ là ghế da xịn cao cấp và ghế da zin. Và cũng như là táp lô đều là bằng da. Táp lô đều bằng da hết. Cảm giác nó rất là sang trọng và thậm chí những cái táp ly đều bằng da hết. Và dùng... chiếc Range Rover này dùng hệ thống loa là loa rất là cao cấp nhá, Meridian, một dòng loa nghe rất là hay. Con này loa âm thanh của nó cực kỳ hay luôn. Đấy, và chiếc này thì cũng có cả cúp điện. Cúp điện. Chiếc Range Rover Evoque này thì nó là 5 chỗ nhá. Phía sau xe đây cũng khá là rộng rãi, anh em để thoải mái đồ. Hệ thống cốp dự phòng phía sau, cốp rất là đẹp. Đó. Cốp đóng ở điện, xe 5 chỗ rồi. Một mẫu xe SUV hạng sang. Có nhớ ghế này. Option thì cũng khá là nhiều nhé. 4 tổng là hạ kính điện, auto và gương cục điện chỉnh điện hết. Nhớ ghế 3 vị trí, ghế chỉnh điện, ghế da này, nguyên bản. Vô lăng thì có tăng giảm volume tích hợp ở trí đa phương tiện này. Có sấy sửa vô lăng này. Có ga tự động cruise control và lẫy số thể thao sau vô lăng. Cần số điện tử thu thò nhé. Cần số điện tử thu thò và có 4 chế độ chạy. Và dòng Range Rover Evoque này là có hộp số tự động là hộp số tự động 6 cấp. Còn về hệ thống tủ khí an toàn thì là lùng quanh xe. Cửa sổ trời là panorama toàn cảnh nhé. Sấy sửa ghế đầy đủ hết luôn. Điều hòa auto hai vùng độc lập riêng biệt. Đề start top. Con này chạy được 10 vạn này. Đó. Xe thì các bác nhìn này, rất là đẹp luôn. Cái form ngoại đẹp và nội thất thì rất là sang trọng. Đặc biệt nó là nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc, Range Rover thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, bất cứ anh em nào lái xe là đều biết thương hiệu của Range Rover. Đó, rất là đẹp luôn, nội thất màu kem nhá. Và cái bản nội thất màu kem mà nhìn nó rất là sang. Đó, 595 triệu đồng. Con này thì anh em hình dung là anh em ngồi lên chiếc này chúng ta chạy đi thì chúng ta muốn biết được cái cảm giác chạy sướng của xe như thế nào thì các bác hãy mượn anh em bạn bè một chiếc Mazda CX-5 hoặc là Hyundai Tucson hoặc Kia Sorento 7 chỗ. Những cái dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ đời mới nhất bây giờ mà cửa tiền trên 1 tỷ thì các bác ngồi lên chạy thử xem cảm giác như thế nào. Thì khi các bác ngồi lên chiếc Range Rover đời 2011 này thì các bác sẽ có cái cảm giác như vậy. Đi rất là sướng, rất là nhẹ xe, rất là mượt mà. Đó, ghế da này. Ghế da là ghế da xịn cao cấp luôn. Đấy, tối khí lùng quanh xe rất là an toàn. Con này thì hệ thống điện tử nó ngoài ra nó còn rất là nhiều. Đấy. Và chiếc Range Rover này thì cũng có hệ thống phanh, là hệ thống phanh tay điện tử. Phanh tay điện tử này là khi chúng ta vào chế độ P nhé, chúng ta vào P vào đỗ là nó sẽ tự động nó gài phanh điện tử luôn. Mà chúng ta vào D là chúng ta cũng không cần phải dùng tay để gật nó lên, nó sẽ tự động luôn. Đấy. Còn đâu nếu mà chúng ta muốn sử dụng trực tiếp cái phanh tay điện tử này thì cũng được. Đấy. Con này ngồi đi, cảm giác ngồi lên xe và nó đã sang hẳn con người lên rồi.
đi trong thành phố thì rất là hợp lý, bởi vì nó cũng không quá to và quá cồng kềnh anh em ạ. Đăng kiểm thì còn dài miên man luôn, đến tháng 4 năm 2024. Đấy. Form dáng này quá đẹp, đèn đóm nhìn nó cảm giác rất là hầm hố luôn. Rất là hầm hố luôn. Bác nào mà đang có nhu cầu muốn sở hữu em nó thì hãy nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em Minh qua số điện thoại 0852555555 nhé. Cả xe thì nó có một cái điểm vết xước ở đây. Cái xước đây nó đang bị nõm vào tí này, nhưng mà cái sơn của nó phải nó công nhận là nó cứng thật. Nó xước vào một tí, nõm cả phần tôn vào một tí thôi mà nó cũng không bị ảnh hưởng gì đến sơn. Sắt xi thì cứng ngắt luôn. Sắt xi cứng ngắt luôn các bác ạ. Cửa giả mọi thứ đóng chắc lịch, và cách âm của con này thì rất là tốt nhé. Đây, nội thất đây các bác nhìn này, đẹp chưa, sang trọng chưa. Đấy, sang trọng chưa, đời mới chưa, nhìn rất là công nghệ, rất là nhiều công nghệ hiện đại. Con dòng này thì nó cũng có cả cân bằng điện tử các kiểu, phanh khoảng cách. Đó, phần kính này các bác này, từ trước đến sau vuốt vào nhìn cái bề ngang của xe rất là ok luôn. Ngang của xe nhìn rất là đẹp sang trọng, đầu đuôi xe nhìn rất sang trọng. Rồi, bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì alo cho em Minh qua số điện thoại 0852555555 để chốt được em nó nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo từ cảng bên em. Xin trọng cảm ơn.